Rồi bước 1 sau khi mình học xong cái mấy phần cái công cụ thiết kế website rồi, mình học về Google Site rồi, mình học về landing page rồi. Rồi bây giờ mình học cái phần cài đặt WordPress lên trên SAM rồi. Sau khi mình học xong rồi, bây giờ buổi 2 mình muốn mở cái website sau đó mình lên thì mở như thế nào? Nếu như mình có đã có đăng ký domain hosting thì mình mở trực tiếp lên đó luôn luôn rồi thì không thành vấn đề. Nhưng mà mình đã cài trên trên SAM thì mình mở nó nhưng mà cách nào? Thì giờ bước bước 1 đầu tiên mình phải tìm cái SAM của mình trước cái đã. Tại khi mình shut down máy tính thì cái SAM tự động nó tắt, nó không không mở. Mình phải mở cái SAM lên bằng cách mình vô Apache này, mình start nó, mình start này, cái này vô đây. Chưa ta nó như vậy. Ta ta là nó sẽ cái bọt này nó lên số. Sau khi mình start cái này lên rồi á thì mình mới chạy website mình lên được. Thì nhiều lúc mà lâu ngày quá mình không biết ở website mình tên gì, thì muốn biết được cái website mình tên gì để mình vô thì bấm Metlog. Sau đó mình vô htdoc. Trong htdoc đây có rất nhiều website mình, ví dụ như là 22dm6667 bla, nhiều lắm. Thì mình muốn mở website nào, ví dụ muốn mở website là 22dm732 thì mình phải mở Google Chrome lên. Mở Google Chrome lên ha, rồi xong đó mình mở tab mới nè, lô http này, http 2 chấm xịt xịt nè, localhost là 22 22 DM 732 đó, enter cái thì nó dẫn ra website của mình ở đây. Website của mình đây là website chạy trên localhost, là chạy trên cái máy tính cá nhân của mình thôi, chỉ mình trình mình thấy thôi, chứ bạn bè mình muốn vô đi gặp đường dẫn này để coi không thấy. Mình muốn mà bạn bè mình thấy, mua máy chiếu chiếu lên bạn bè mình thấy, chứ bạn bè mình không bao giờ thấy được cái website này đâu. Chỉ website demo demo và hoặc là website để mình thực hành, mình giả lập, mình làm thử nghiệm, rồi sau này mình mua hosting, sau mình đem lên trên hosting sau nha. Chưa có website này chạy offline, chưa có online nha. Rồi đó thì để mà đăng nhập vào quản trị website thì cái bình thường mình mở mình làm, mình sẽ mở hai tab, một tab là trang người dùng và một tab quản trị, để mình khi mình làm mình chạy qua chạy lại để mình coi cái sự thay đổi nó dễ. Đây mở nó một trang nữa, rồi sau đó mình xịt thêm dấu là xịt wp gạch admin thì nó sẽ dẫn vô một cái trang nữa là trang đăng nhập vô quản trị của website. Chuẩn WordPress là wp admin, nhưng có một số bạn mình thuê một bên dịch vụ khác ngoài làm web thì có thể họ sẽ đổi, không phải xịt wp admin, một xịt một cái gì tên khác đó customize lại, nghĩa là họ đổi thì mình phải liên hệ với bên chỗ mà thiết kế web, anh đổi lại đơn giản gì cho em biết đó, để mà mình vô cho đúng. Còn ví dụ chuẩn WordPress là xịt wp admin thì vô đây đó. Vô đây mình đăng nhập vào cái tài khoản mà lúc mình cài nó có chỗ tạo tài khoản, và cái tài khoản mà cái người cho mình cái suộc này họ cấp cho mình, ví dụ thầy cho mình cái suộc, thầy cấp cho mình cái tài khoản, mình đăng nhập tài khoản đó nha. Đó DM 70 mật khẩu nhập vô. Sau khi đăng nhập vô rồi thì mình sẽ được cái trang quản trị mình có quyền thêm, sửa, xóa hình ảnh, bài viết và thiết kế trên này. Còn trang người dùng chỉ được xem thôi, không có làm được gì hết. Rồi, thì trang quản trị của mình sẽ có những phần như sau. Thì ở đây có phần user nè, on user. Thì cái phần này để mình tạo thêm tài khoản để cho mọi người cùng nhau vô để thực hành. Hoặc là để hiện tại có hai user 70 và anh Điền. Mình muốn thêm tài khoản gì, add user vô, ví dụ mình thêm một cái tài khoản gì đó, mình add user vô, ví dụ tôi thêm một cái tài khoản khác vô đây đi. Như đây, add vô. Rồi tạo mật khẩu, phần quyền như đây. Quyền admin là quyền duy nhất. Còn quyền mà quyền chỉ update bài vở thôi. Để quản lý bán hàng thôi là shop manager. Đó. Còn quyền chỉ để mà đăng bài viết thôi, đăng không 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 liên quan về cái phần không liên quan đến cái phần mà mua bán thì là quyền editor. Quyền editor là cái quyền chỉ là post bài viết, post dạng như là bài viết post tin tức thôi. Quyền admin là quyền duy nhất. Quyền admin là có thể là quyền backup website vân vân các thứ, quyền full hết, xóa luôn tài khoản.
khi mình tạo công quyền, dù mình có một cái cộng tác viên họ muốn họ vô đây để họ có thể là đăng bài vở thôi, thì mình cho quyền editor. Còn mình có một cái người là chuyên về bán hàng cho online, cho website, thì mình phân cho họ là shop manager, họ vừa có thể đăng sản phẩm này, họ vừa có thể theo dõi đơn hàng này, phân quyền shop manager. Nha, mình phân quyền. Đó mình sẽ thực hành chút xíu, mình sẽ thực hành thử mình tạo gắn email mình vô, mình tạo tài khoản mới quyền admin. Nha, mình sẽ làm thử. Khi mình tạo ở đây thì mật khẩu ở đây nó sẽ nhớ tạo mật khẩu mà mạnh, chứ đừng có nên tạo mật khẩu mà yếu. Nha, tạo mật khẩu mà mạnh là vừa có số chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt gộp chung với nhau nha. Đó là cái phần tạo tài khoản ở đây. Dạ. Rồi, phần thứ hai tôi giới thiệu tiếp tới mấy bạn là cái bằng cài đặt setting Zalo. Phần setting đây á, nó có là site title. Hồi nãy các bạn kia hỏi cái tên của website đây thì sửa đâu, sửa đây. Đó, rồi ở đây là login, ví dụ như là mình ghi cái login gì đây. Đó, rồi email. Đó, như đó thôi. Còn setting mình nghĩ là làm phần như đó. Được chưa? Và phần tiếp theo, phần cài đặt tiếp theo mà tôi cài đặt tiếp theo là có những login. Đây. Login ở đây. Login đây là có những cái login, hiện tại đây có những cái login. Login nào á, những login nào á là nó đang ở tình trạng là active, nghĩa là nó đang active, nghĩa là nó đang xài. Còn login nào tình trạng deactive là chưa, nghĩa là đang tắt. Thì có một số login nó tắt thì mình muốn xài mở lên nó login, muốn cài thì login là add new. Tìm đây. Login là những cái chức năng mở rộng thêm. Ví dụ website này mình đang thiếu cái chức năng là, ví dụ như là chức năng mình đang muốn cần một chức năng nút hotline đi. Thì mình đưa đây, mình lên đây mình tìm. Mình tìm thêm một chức năng đó để mình cài vô. Đó, thì login tôi sẽ giới thiệu cho bạn lên trên thư viện rất là nhiều login. Tôi sẽ giới thiệu login nào xài chức năng, những login nào chức năng gì thì tôi giới thiệu. Đối với website này tôi đưa cho các bạn là cơ bản đầy đủ những chức năng hết trơn, có trơn rồi, cho nên bạn đừng nên lạm dụng cài nhiều login. Cài nhiều login website mình càng bị nặng rồi sẽ vô chậm. Cho nên những cái login này không xài đến thì tôi DST hết, tôi tắt. Còn những login này đang xài để cho website mình nó chạy nhanh hơn nha. Cho nên rất là nhiều login muốn xài login gì, ví dụ muốn xài login ví dụ như là hotline chat đi, mình muốn hotline chat. Mình sợ tôi hotline chat đây gửi cho mình một vài login hotline chat ở đây. Thì mình chưa có quen thì ok, mình hỏi thầy login hotline chat này thầy đã từng xài chưa, nó có ok hay không, thì tôi sẽ tư vấn cho bạn. Ví dụ đây mình tắt Zalo, ví dụ vậy, một số login đó là phần cài login. Cái thứ hai á, cái cài đặt thứ hai là cái phần cài đặt thứ hai mình phải cần biết nữa là phần Lastom Advent. Lastom Advent. Lastom Advent đây nó sẽ có rất là nhiều cái đây. Ở đây là nó có rất là nhiều cái đây. Thì tôi sẽ giới thiệu phần tổng quan là header, zip và footer zip là gì. Header zip là do sau khi mình sau này mình chạy quảng cáo Facebook hoặc chạy quảng cáo Google thì nó cần gắn nhúng mã code vô trong website. Thì ở đây hai chỗ đây mình nhúng, kêu nhúng header thì nhúng header, nó kêu nhúng footer, nhúng body, nó có những cái chỗ để mình nhúng thì mình sẽ vô đây để mình dán mã code vô. Ví dụ sao mình chạy quảng cáo Facebook thì nó có cái thẻ tiếp thị lại pixel, muốn gắn vô đây thì mình sẽ vô chỗ custom advanced đây để mình gắn vô nha. Cái thứ hai là custom CSS này là mình có thể là có thêm, dù mình viết thêm những cái đoạn code để CSS gắn vô đây. Rồi cái thứ ba là performance ở đây thì ở đây là nó tăng tốc cho website. Ở đây là tôi chỉ cho nó là load lazy này ở cái hình ảnh thôi. Lazy là hình ảnh nào mà nhìn trước tải trước, hình ảnh nào nhìn sau tải sau, cho nó nhẹ.
size loader là gì? Size loader nếu mình bật cái này lên á, nếu mình bật enable này lên thì như thế nào? Ví dụ size loader là sao nha? Size loader là như vậy. Size loader đây, size loader là mình bật cái nó lên thì nó sẽ có một cái có cái logo này load đây. Hồi mất mới mất cái logo mà size loader chỗ này. Nha. Đó. Rồi size search nè. Ví dụ mình để cái thanh tìm kiếm ở đây. Nè. Mình không ghi chữ search mà muốn ghi chữ gì đó để đây ha. Đó. Rồi Instagram, Instagram thì mình có connect tới account Instagram à, account Facebook mình bấm ở đây để mình connect vô. Google API ấy, thì mình có xài Google Maps API mình cài vô đây tích hợp sẵn cho bạn luôn rồi, mình chỉ xài thôi. Maintenance mode là sao? Maintenance mode chính là cái chỗ này để là giống như cái site mình đang online nhưng mình muốn đóng cái site tạm thời đóng cái site lại để khách hàng vô họ không thấy cái site nữa thì mình bấm enable maintenance mode, nghĩa là bấm đây một cái chỉ có người quản trị mới vô được cái site thôi, còn cái người không phải quản trị thì vô là thấy cái site nào bảo trì. Ví dụ tôi mở đây. Người này tôi đang đăng nhập cho nên lock out đi nha. Rồi. Đang đăng nhập thì nó vô luôn. Ví dụ như lock out nè. Ví dụ website mà đang mod với là vô đây nó sẽ báo website đang bảo trì. Vậy thôi chứ. Nè, thấy chưa? Website đang bảo trì, không có qua coi được. Chế độ website đang bảo trì. Yeah. Rồi. Bật lock out, giờ bắt login lại đợi xíu. Rồi. Rồi 404 bay, cái này là mình cài đặt cái trang mà báo lỗi nha, mình chưa có trang báo lỗi nên tạm thời để vậy ha. WooCommerce. Đó, WooCommerce là cái này là WooCommerce. Ừ, WooCommerce là cài đặt cho cái phần mua bán nha. Cái này thì để mặc định, không có cần cài. Cài lắp mod mấy phần sau để mặc định hết, không có cần phải chỉnh sửa gì thêm. Đó. Còn phần backup nghĩa là sau khi mình cài đặt xong rồi mình muốn backup lại thì mình backup cái phần cài đặt con nghe chứ không phải backup toàn bộ sao nghe. Đó. Backup như là backup. Đó. Đó là phần cài đặt. Nãy giờ tôi nói là riêng về phần những cái phần cài đặt trên web. Trên website nha. Đó. Còn ở phần cài đặt tôi cần nói nữa là cái phần có phần này nữa. Setting, reading nè. Ở dưới đây nó có chỗ là search any year nè. Nếu mình check vô chỗ này á, là Google là mình báo Google website của tôi là website thử nghiệm, không có website demo, không cần Google tìm ra. Bấm vào đây. Mình làm website thử nghiệm giống như website mình chưa chạy, mình chưa cho Google tìm ra thì bấm vào đây. Mình nhớ lưu ý khi mình phải kiểm tra website mình có chỗ này có bị check, nếu check vô đây là sạch không ra đâu, SEO cỡ nào cũng không ra. Đúng không? Chỗ này. Nha. Yeah. Nó là những cái vấn đề, những cái phần cài đặt mình cần lưu ý ha. Cài đặt thứ hai là contact nè. Sorry, cài đặt contact nữa. Contact thì nó có cái contact. Mấy contact này thì contact là cái form liên hệ, khi người ta điền form vô á thì sẽ gửi cho mail nào. Mình mở contact form này ra. Để mình coi coi có cài đặt chưa ha, trong cái phần mail. Đó, thì đây hiện tại đang gửi vô cái mail của tôi. Bạn sửa lại mail bạn để cho nó ấy. Đó tất cả cái form này luôn nha. Sửa hết tất cả cái form này, tại vì cái form này không biết form đó xài như thế nào. Thì khi người ta điền cái form
trên website mình có một cái form, điền form đó, thì họ sẽ gửi vô cái hệ thống, nó sẽ gửi vô cái thông tin vô cái mail nào nha. Đó là những cái phần mà về, liên quan về phần cài đặt cơ bản thôi, còn những số cài đặt khác thì mình sẽ tìm hiểu thêm nha. Tôi nói những cái phần hay dùng thôi nha. Đó là những phần cài đặt nha. Rồi kết thúc video và nói về phần cài đặt đây nha. Cài đặt và tạo user đó.